Mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Cùng Mai Vào Bếp. Hôm nay Mai chia sẻ đến cả nhà mình cách làm gỏi măng cụt. Đây là món ăn mới rầm rộ vào năm nay. Dù đã qua trên nhưng cũng đang vào mùa măng cụt. Vì vậy Mai cũng sẽ làm thử xem là có ngon như lời đồn không. Nghe nói gọt vỏ măng cụt rất là khó, nên Mai cũng muốn thử xem là như thế nào. Măng cụt khi hái xuống, lúc còn sống thì mủ rất là nhiều, dính xung quanh vỏ nên nhìn như là bị dập, chứ thật ra là măng rất là tươi mới ha. Gỏi gà thì không thể nào mà thiếu gà được ha. Anh chị có thể chọn mua loại gà mà mình thích nha. Thường trộn gỏi với gà ta thì sẽ ngon, nên Mai cũng mua gà ta về làm luôn. Còn đây là nguyên liệu để trộn kèm với măng cụt. Thì ở đây Mai có một củ cà rốt. Cà rốt thì tí nữa mình sẽ cắt thành sợi nhỏ, cùng với hành tây nè. Và Mai sẽ dùng thêm bắp cải tím để tăng thêm màu sắc hấp dẫn cho món gỏi. Ngoài ra anh chị có thể chọn loại rau củ theo sở thích của mình nha. Cuối cùng thì mình sẽ dùng thêm một ít rau răm, một ít rau mùi cho thơm, một ít tỏi và ớt. Tỏi ớt tí nữa mình sẽ băm nhỏ ra, một ít tắc. Ngoài ra cả nhà mình có thể thay thế bằng chanh hoặc là giấm cũng được. Tuy nhiên mình dùng tắc thì sẽ thơm hơn. Trước tiên để gọt măng cụt thì bên cạnh đó Mai sẽ chuẩn bị một thau nước sạch, cho vào một ít muối, vắt thêm vài miếng chanh, hoặc là anh chị có thể thay thế bằng giấm trắng cũng được. Mình cho chanh hoặc là giấm vào để măng không có bị thâm đen ha. Vì gọt măng cụt sống mủ rất là nhiều, vì vậy mình sẽ đeo bao tay vào. Và Mai chuẩn bị là một con dao bén có độ dày và hơi nặng, cùng với một con dao nhỏ. Dao nhỏ này mình không dùng cũng được nha. Trước tiên thì Mai sẽ dùng con dao để cắt bỏ hai đầu. Một đầu ở trên cuốn này nè, mình sẽ cắt bỏ sâu sâu gần ruột ha. Mình cắt đến đâu thì để ngay vòi nước ngay chỗ đó, để mủ trôi hết. Và ở dưới cái phần đít này nè, mình cũng cắt ngang luôn. Mình cũng cắt sâu sâu luôn ha. Rồi sau đó mình sẽ gọt từ trên gọt xuống như vậy nè. Thật ra gọt măng cụt sống cũng không có cứng lắm. Lúc mới đưa dao vào cắt ở hai đầu, lớp vỏ ở bên ngoài thì hơi cứng. Nhưng mà khi dao đã vào bên trong được thì rất là dễ luôn. Cái lớp vỏ trắng ở bên trong mềm dễ gọt. Mình gọt từ trên gọt xuống như vậy rất là dễ dàng. Sau khi mà gọt xong lớp vỏ ở bên ngoài rồi thì mình gọt lớp vỏ bên trong ra. Mình vừa gọt vừa tách vỏ rất là dễ. Lưu ý là khi gọt thì mình nên để trái măng cụt ở dưới vòi nước. Như vậy sẽ làm trôi hết cái lớp nhựa, thì cái phần ruột nó sẽ không có bị thâm đen nha. Rồi công đoạn mà mất thời gian là ở chỗ này nè. Mai sẽ dùng con dao nhỏ để gọt bỏ cho sạch những cái lớp vỏ mà còn bám bên trong khía muối măng. Những cái khía này nè, hơi khó một tí xíu, cho nên là mình cũng cẩn thận tí ha. Nếu không thì sẽ bị tách luôn cả những cái muối măng ra luôn. Còn nếu như mà gọt không sạch thì thứ nhất là sẽ không có độ thẩm mỹ, thứ hai là sẽ có cái vị chát của lớp vỏ nha. Sau khi gọt xong thì mình cho ngay vào trong cái thau nước đã chuẩn bị để không có bị thâm nha. Măng cụt Mai cũng đã gọt xong hết rồi. Mình ngâm trong thau nước như vậy nè thì ruột măng sẽ trắng, không có bị thâm. Lúc đầu gọt chưa quen thì hơi khó, nhưng mà quen rồi thì không có lâu lắm nha. Bây giờ thì Mai sẽ tiến hành luộc gà, bắt nồi nước lên bếp, cho vài củ hành tím vào để khử mùi gà và tăng thêm mùi thơm, cho một ít muối để gà không có bị nhạt.
và mình đun cho đến khi thấy nước sôi lăn tăn thì mình cho gà vào nồi. Vì nhà Mai ít người ăn cho nên Mai chỉ luộc nửa con là đủ. Khi luộc gà thì mình cho nước nhiều nhiều ha, ngập gà luôn. Như vậy gà sẽ chín đều hơn. Đồng thời trong lúc luộc, lâu lâu mình lại trở bề để cho gà được chín đều ha. Và mình luộc cho đến khi gà mềm. Mình ghim đũa vào, thấy không có còn máu nữa thì vớt ra và để cho gà nguội nha. Nước luộc gà này rất là ngon, vì vậy Mai sẽ không có bỏ đi. Mình giữ lại để nấu cháo hoặc là nấu canh ha. Và đây là phần quan trọng để tạo nên món gỏi có ngon hay không nè. Cho vào chén lưng lưng một muỗng ăn đường, một muỗng ăn vung nước mắm. Ở đây Mai sẽ dùng là nước mắm ngon. Rồi dùng thêm lưng lưng một muỗng ăn muối Tây Ninh, cùng với là 3 muỗng ăn nước cốt tắc. Rồi mình khuấy cho hỗn hợp tan ra. Nhà Mai thì không có hảo ngọt, nếu như mà gia đình mình thích ăn vị ngọt nhiều thì có thể tăng lượng đường lên nha. Cuối cùng thì cho thêm tỏi ớt băm vào. Rồi mình khuấy đều. Như vậy là đã xong một chén nước sốt ngon để trộn gỏi rồi ha. Phần pha nước sốt trộn gỏi này nè, anh chị có thể nêm nếm theo khẩu vị của gia đình mình nha. Hành tây sau khi đã cắt lát thành sợi nhỏ xong á, thì mình ngâm vào trong nước đá lạnh tầm khoảng 5 phút để cho hành được giòn hơn và khử mùi hăng của hành ha. Rồi mình vớt ra. Măng cụt thì mình sẽ cắt thành từng khoanh nhỏ. Độ dày á, mình canh sao cho vừa ăn là được nha. Gà sau khi đã nguội rồi thì bây giờ Mai sẽ xé nhỏ ra. Tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị xong thì bây giờ Mai sẽ bắt đầu trộn gỏi. Cho bắp cải tím đã cắt sợi vào trong thau, cà rốt cắt sợi, hành tây và măng cụt. Ai thích ăn măng nhiều thì mình cho nhiều măng ha. Rồi lúc này Mai sẽ cho nước sốt đã pha vào. Mình cứ cho từ từ một ít vào trước ha. Mình cho một ít vào và trộn đều lên. Trộn cho tất cả đã thấm gia vị rồi á, thì mình sẽ thử xem là đã vừa ăn chưa nha. Nếu như mà chưa vừa thì mình cho thêm nước trộn gỏi vào. Cuối cùng cho thêm rau mùi và rau răm vào để trộn thêm một lần nữa. Lúc này mình trộn nhẹ nhàng để cho rau không có bị dập nha. Rồi như vậy là đã xong một món gỏi gà măng cụt rồi nè. Bây giờ thì Mai sẽ dọn lên để thưởng thức thôi nào. Dọn lên mâm xong rồi thì Mai sẽ rắc thêm một ít hành phi để tạo cho món ăn được ngon hơn và hấp dẫn hơn.
Ngoài ra nếu như mà có đậu phộng thì anh chị có thể cho thêm đậu phộng vào cũng rất là ngon nha. Rồi bây giờ thì Mai sẽ thưởng thức xem là món gỏi gà măng cụt có ngon như lời đồn không nè. Gỏi gà mà chấm cùng với nước mắm tỏi ớt, chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt, đậm đà rất là ngon. Gà ta dai, mềm, thơm. Măng cụt thì thật ra ăn sống không hề bị chát, có vị ngọt thanh, giòn giòn. Hột của măng cụt ăn sống cũng rất là ngon. Lần đầu tiên Mai ăn món gỏi này thấy lạ miệng. Ngon không có kém các loại gỏi khác ha. Rồi, như vậy là Mai đã chia sẻ xong cách làm gỏi măng cụt rồi nè. Nếu như mà anh chị nào chưa thử qua món này á, thì sẵn đang mùa măng cụt thì mình làm ăn thử nha. Nếu như mà để qua rồi á, thì năm sau mình mới có cơ hội được thử lại. Vậy thì Mai chúc cho cả nhà mình thực hiện thành công. Nếu như anh chị thích cách làm này thì ủng hộ tinh thần Mai bằng cách dành tặng cho Mai một like và đăng ký kênh. Đồng thời đừng quên ấn thêm cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Và bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại cả nhà ở video lần sau.